Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Bây giờ là 12 giờ miền Đông Hoa Kỳ và chúng ta sẽ có một cái phần chia sẻ về cơ hội kinh doanh dành cho những người muốn thay đổi. Mình tên là Nguyễn Thành An, đang chia sẻ với các anh chị từ Atlanta, Georgia. Anh về cư ngụ ở đây 3 năm, trước đây thì ở California. Ở California mười mấy năm làm trong ngành nhà hàng, đi học ở UC Davis, rồi ra trường với bằng Computer Science và Statistics. Nhưng mà rất là may là không ai mướn. Thành ra là năm 2001 thì bắt đầu đi mở nhà hàng. Và anh mở cái nhà hàng, tức là hồi đó anh đã từng làm nhà hàng và mở cái nhà hàng đầu tiên phở quyền ở đường Mission Boulevard ở Hayward, California. Và một buổi tình cờ thì mình nhìn lên trên núi thì mình thấy có một cái building rất là lớn và anh rất là tò mò. Và thành ra chạy lên coi thì đó là cái trường học. Đó hồi đó gọi là trường Hayward, Cal State Hayward University. Thì khi mà anh làm nhà hàng đó thì anh thấy có một cái điều rất là khó, đó là lúc nào mình cũng đi làm hết, tức là 6 giờ sáng mình phải dậy và bắt đầu mình đi làm, tới nơi là 7 giờ sáng đi làm, và nhiều khi 11 12 giờ đêm mới về tới nhà, tức là mang tiếng là chủ doanh nghiệp nhưng mình làm còn nhiều hơn là những người khác. Thì anh nghĩ rằng là nó phải có một cái cách nào hay hơn để mình làm việc. Thì khi anh thấy cái trường học như vậy thì anh quay lại anh đi học, và từ năm 2003 tới 2005 thì anh học và anh lấy cái bằng Master về Business, tức là bằng về Marketing và Finance. Thì khi mà anh có những cái học 2 năm cái bằng đó thì anh lập ra một cái hệ thống để mà mở một cái chuỗi nhà hàng phở Việt. Và sau khi anh học ra trường thì bắt đầu anh mở một cái chuỗi nhà hàng phở Việt, anh mở được một số ở California và một số ở South Carolina. Thì có một cái điều trong ngành nhà hàng á, tức là đó là cái doanh nghiệp của mình có thể làm chủ và mình có thể kiếm được thu nhập. Nhưng mà có một cái điều á là mình luôn luôn bận rộn, luôn luôn đi làm. Thế có là người ta nói rằng là có một số cách để mình đi làm. Mình đi làm công, tức là bà xã của anh thì làm dược sĩ trước đây, và mình đi làm công cho người khác để kiếm tiền, hoặc là mình mở cái doanh nghiệp để mình đi làm cho mình để kiếm tiền, hoặc là mình có thể mở một cái doanh nghiệp lớn hơn để có nhiều người khác đi làm và mình làm chủ một cái hệ thống để mình có thể kiếm tiền. Thì đó là một trong những cái mà anh đang làm với hệ thống của Phở Việt. Thì năm 2010 có người giới thiệu với anh về một cơ hội kinh doanh mà mình không cần phải đầu tư vốn liếng, không có chịu những cái sự rủi ro, và đặc biệt là mình có thể kinh doanh khắp nơi trên thế giới. Thì cái cơ hội đó, cái lời mời gọi nó quá hấp dẫn. Thì anh bắt đầu và anh bỏ cái kế hoạch mở nhà hàng. Thì sau khoảng 2 năm làm việc hợp tác kinh doanh mới đó thì bà xã anh được nghỉ việc, tức là không làm dược sĩ nữa. Rồi sau thêm 2 năm nữa thì anh bán hết tất cả những cái nhà hàng anh có. Và cho tới bây giờ thì 6 năm hợp tác với công ty mới này và với cơ hội kinh doanh mới này. Thì bây giờ mình có một cái kinh doanh phát triển khắp nơi trên thế giới mà mình không có sở hữu. Mình không có một người nhân viên, không có một người thư ký, không có kho bãi, không có cửa hàng, và kinh doanh của mình vẫn tiếp tục phát triển. Và cái điều mà rất là lợi hại của kinh doanh này đó là mình có được cái thời gian để mình làm những cái điều mình yêu thích, đi du lịch hay là ở nhà với con cái. Ví dụ như ngày hôm nay em đang ở nhà thì đó là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất. Ngày hôm nay đó, anh muốn chia sẻ với các chị một điều đơn giản thôi. Khi mà anh làm việc này thì dĩ nhiên là mới đầu thì mình cũng rất là nhiều cái đa nghi, tức là không biết rằng kinh doanh này có thật hay không, mình có bị lừa gạt hay không, rồi mình có làm được hay không, rồi sản phẩm có tốt hay không, công ty này có bền vững hay không. Tức là nhiều cái câu hỏi với cái dấu hỏi đằng sau là có không lắm. Nhưng mà sau khi làm, tức là sau khi tìm hiểu kỹ và làm việc một cách rất là chăm chỉ, nghiêm túc, học hỏi và phát triển đó, thì sau 3 năm rưỡi thì anh làm được 1 triệu đô với cái công công việc này. Và sau đó 18 tháng kế tiếp thì anh làm được 1 triệu đô thứ hai. Và nó cứ tiếp tục như vậy. Lý do anh chia sẻ với các anh chị điều này đó là muốn các anh chị biết được rằng đây là một cơ hội có thật. Dĩ nhiên, cái câu hỏi đó là nó có thích hợp cho các anh chị hay không thôi. Vậy thì trước khi các anh chị có một cái lời bình hoặc là một cái lời phản biện hay là một cái lời phản đối vân vân đó, hay là từ chối đó, các anh chị hãy khoan. Vì đa số những anh chị em mà lắng nghe ngày hôm nay đó, tức là số người bạn gửi cho các anh chị cái đường link này, cái đường video này, trước khi các anh chị tắt hay là cho một cái lời nhận xét thì các anh chị hãy đặt câu hỏi này là những cái kiến thức các anh chị đang có hiện tại đó là do chính bản thân các anh chị trải nghiệm, tìm hiểu hay là mình đang nghe ở đâu đó. Và nếu các anh chị chỉ có nghe ở đâu đó thì anh mời gọi các anh chị hãy nghe hết cái đoạn video ngày hôm nay để chính bản thân mình tìm hiểu. Và rõ ràng là tụi anh cũng hoàn toàn hiểu rằng đó là kinh doanh mà. Kinh doanh không phải là ai cũng thích hợp, không phải ai cũng thích làm, không phải ai cũng làm được. Và tụi anh hoàn toàn hiểu chuyện đó. Thế nên là khi mà người bạn gửi cho các anh chị cái video này thì không có nghĩ rằng là mọi người sẽ tham gia và mọi người sẽ làm việc, tại vì kinh doanh mà các anh chị. Nhưng mà mong rằng các anh chị một cách rất là nghiêm túc, mình dành một ít phút để mình tìm hiểu rất là rõ để rồi sau đó mình quyết định. Thì anh có mười mấy 12 trang giấy trên tay và anh sẽ dùng những cái thông tin ở đây để anh chia sẻ với các anh chị. Và thực sự cái cách chia sẻ nó cũng khá đơn giản các anh chị, là
Đó, có một cái bản câu hỏi nha, một cái bản câu hỏi. Tức là bản câu hỏi này đặt câu hỏi đó là hiện tại bây giờ các anh chị có muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Các anh chị có muốn có thêm thời gian hay không? Các anh chị có muốn giúp đỡ người khác? Các anh chị có muốn tìm cái cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân hay không? Các anh chị có muốn làm chủ một cái doanh nghiệp? Anh chị có muốn là xây dựng một cái kinh doanh và có thể gọi là làm giàu, hoặc là các anh chị có thích du lịch hay không? Khi anh hỏi các anh chị 8 câu hỏi này mà tất cả 8 câu hỏi là không 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 đó thì các anh chị có thể ngưng được rồi, tức là các anh chị không cần phải coi cái đoạn video này nữa. Còn nếu mà một trong những cái điểm đó là một cái điểm mà đánh động tới các anh chị, tức là làm cho các anh chị có cái sự cảm hứng ha, về kiếm thêm thu nhập, về có thêm thời gian giúp đỡ người khác, phát triển bản thân, có cái doanh nghiệp, có cái cơ sở, cái kinh doanh của mình, rồi xây dựng một cái mạng lưới kinh doanh lớn và mình có thể làm giàu, tức là kiếm rất là nhiều tiền và du lịch. Thì nếu mà 7 điểm này không có một cái điểm nào mà các anh chị cảm thấy hứng thú thì các anh chị có thể tắt. Còn nếu mà có một cái điểm nào hứng thú thì các anh chị có thể dành khoảng 10 15 phút kế tiếp để mà tham khảo thêm. Khi mà hồi nãy em có nói rằng là có nhiều cách chúng ta kiếm tiền đó các anh chị, thì một á, là các anh chị đi làm công để kiếm tiền. Cái điều rắc rối của làm công kiếm tiền là sao các anh chị? Là các anh chị phải đi làm mới có tiền, đúng không? Tức là các anh chị đang đánh đổi thời gian để kiếm tiền. Khi nào các anh chị còn có thời gian, còn có sức thì có tiền, hết sức, hết thời gian thì hết tiền các anh chị. Đó là một cách. Cách thứ hai là cách mà anh đã từng làm, tức là mình mở một cái kinh doanh của mình, kinh doanh nhỏ của mình. Thì cuối cùng thay vì mình đi làm cho người khác thì mình đánh đổi thời gian để mình đi làm cho mình, mà thậm chí là có thể là những người mà có cái doanh nghiệp nhỏ đó mình còn bận rộn hơn nữa, đúng không? Nhưng mà ít ra mình được mang tiếng làm chủ. Mình có quyền quyết định khi nào đi làm, nhưng mà thực sự không phải. Cái tiệm nó quyết định khi nào mình đi làm, đúng không? Thì đó là cách thứ hai chúng ta có thể làm. Ba là chúng ta mở công ty lớn hay là xây dựng và sở hữu một cái hệ thống lớn để chúng ta có thể làm việc. Và thứ tư là chúng ta có thể dùng tiền đầu tư để kiếm tiền. Vậy thì trong bốn cách đó, hiện tại bây giờ các anh chị đang kiếm tiền bằng cách nào? Và các anh chị muốn kiếm tiền bằng cách nào? Dĩ nhiên là nếu chúng ta đi làm cho người khác hoặc là đi làm cho mình để kiếm tiền thì các anh chị thấy cái điểm bất lợi của nó rồi, đúng không? Là chúng ta phải đi làm cho tới lúc chúng ta không còn làm được nữa. Thì chúng ta mới được nghỉ ngơi. Và khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì chắc là hơi trễ rồi. Anh là anh mời gọi các anh chị, thứ nhất là tìm hiểu cho mình một cái cơ hội để mình có thể sở hữu một cái hệ thống và mình phát triển lớn hơn. Thì có một cái điều anh muốn mời gọi các anh chị tìm hiểu đó, đó là làm gì thì làm đó các anh chị. Chúng ta cần phải nhìn chung quanh để mà ý thức được một cái xu hướng rất là lớn đang phát triển bây giờ. Cái xu hướng này gọi là cái xu hướng về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chủ động. Tức là người ta bây giờ ý thức đó là mình muốn có sức khỏe hay là sắc đẹp thì tự mình phải chăm sóc. Chứ mình không có bác sĩ, các anh chị cũng biết rồi, bác sĩ người ta không có chăm sóc sức khỏe cho mình, đúng không? Bác sĩ chỉ có chăm sóc khi mà mình bị bệnh, còn mà bác sĩ không có chăm sóc khi mình còn khỏe. Chính bản thân mình cần chăm sóc, và chắc chắn là chúng ta đâu có muốn khi mà bệnh, đúng không? Chúng ta muốn được khỏe. Thì bây giờ nó có những cái phong trào rất là lớn. Khi các anh chị đi chợ, các anh chị thấy là người ta bán những cái đồ ăn, thức ăn organic, đúng không? Thức ăn tự nhiên, rồi là những cái thức ăn mà lành mạnh rất là nhiều, giá rất là cao nhưng mà rất là thịnh các anh chị. Những cái chợ đó càng ngày nó càng mọc ra khắp nơi, nó đáp ứng cái nhu cầu và cái xu hướng mới, tức là người ta muốn tự chăm sóc chính bản thân mình, và đó là một cái xu hướng mà càng ngày càng phát triển. Và các anh chị đừng có quên là sống theo thuở ở theo thời là vậy, chúng ta biết cái thời điểm nào cái gì đang thịnh thì những người đi làm hay là những người kinh doanh đó, đi làm thì chúng ta học những cái ngành nghề liên quan, đi kinh doanh thì chúng ta kinh doanh những cái gì nên liên quan thì chúng ta dễ phát triển hơn. Và bây giờ đó cái xu hướng nó càng ngày càng phát triển. Thì khi cái xu hướng phát triển đó thì cái câu hỏi kế tiếp chúng ta đặt đó là có những cái sản phẩm nào có thể đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Người nào mà gửi cái video này cho các anh chị, họ có thể giới thiệu cho các anh chị có những cái sản phẩm mà công ty tụi anh đang đại diện, có gần 300 sản phẩm, tất cả mọi sản phẩm mà các anh chị đang xài trong gia đình thì công ty đều có. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là công ty có những cái công nghệ và sản phẩm đó độc đáo, tức là có bản quyền, không có công ty nào có cả. Có những cái công nghệ có thể trong vòng 30 giây có thể báo cho các anh chị biết được cái tình trạng sức khỏe hiện tại của các anh chị là như thế nào. Hiện tại bây giờ 2 trên 3 người ở Mỹ là bị béo phì, bị mập, và từ đó nó nảy sinh ra những cái chứng bệnh về tiểu đường, về gan, về hô hấp, về tim mạch, vân vân. Thế nên là một trong những cái mình có thể kiểm tra cho mình và cho gia đình đó là dùng cái công nghệ mới nhất này để mà mình kiểm tra sức khỏe của mình, thì người bạn có thể giúp cho các anh chị làm chuyện đó. Đồng thời có những cái sản phẩm về chăm sóc da và những cái sản phẩm này được bảo đảm chất lượng 100%, tức là xài không có kết quả thì công ty đã hoàn tiền. Thì anh vừa chia sẻ với các chị hai điểm quan trọng, anh mong là các chị nhớ. Thứ nhất là cái xu hướng về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chủ động đó là một cái xu hướng sẽ không đi xuống các chị, cái xu hướng này sẽ càng ngày càng gia tăng, là tại vì con người của chúng ta sống càng ngày càng lâu, và khi họ sống càng ngày càng lâu thì sao các chị? Họ cần có sức khỏe, họ cần có sắc đẹp, họ muốn đi nhảy nhót, họ muốn đi du lịch, họ muốn đi trượt tuyết, họ muốn làm những cái chuyện mà hiện tại bây giờ đó
những người trẻ làm, nhưng mà họ muốn là khi họ về hưu ở tuổi 60, 70 họ vẫn làm được chuyện đó. Thành ra họ sẵn sàng bỏ tiền để họ có thể chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình. Thành ra là cái xu hướng đó sẽ không thay đổi trong vòng 30, 40 năm tới cái gì, và thậm chí sẽ là nó tiếp tục nó gia tăng. Cái quan trọng là công ty nào có cái sản phẩm để phù hợp, thì công ty này hiện tại đang có những cái sản phẩm và công nghệ phù hợp để phát triển. Và có thể các anh chị đã nghe và chưa nghe thì công ty có tên gọi là New Skin. Thì mới đầu khi mà anh nghe tới New Skin đó các anh chị, thì ngay lập tức anh nghĩ rằng đây là một công ty bán mỹ phẩm, tại vì nghe chữ New rồi Skin tức là mình cứ tưởng là da mới, nhưng mà thực sự là nó không hẳn như vậy. Tức là nó đi sâu, nó có nhiều cái, nó về giảm cân, nó về trọng lượng, nó về sức khỏe, nó về sắc đẹp, nó về đủ mọi khía cạnh của con người của chúng ta. Tức là cái nhu cầu mà gọi là sống trẻ, sống khỏe, sống đẹp, sống tuổi thanh xuân đó, thì công ty New Skin có những cái sản phẩm. Nhưng mà cái điều anh yêu thích về New Skin đó là tại vì công ty New Skin đã thành lập trên 30 năm. Tức là một công ty có cái chiều dài trong lịch sử để chứng minh cái sự thành công của mình, và họ đã đứng vững trên cái thị trường, thành ra là mình có thể hợp tác và tin tưởng vào công ty đó. Công ty có mặt trên 54 quốc gia. Tức là khi các anh chị hợp tác với New Skin thì các anh chị có quyền phân phối sản phẩm trên 54 quốc gia mà các anh chị không cần phải sở hữu một cái cửa hàng hay là một cái nhà kho nào cả. Công ty có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, thành ra là rất là rõ ràng, minh bạch tất cả những cái sổ sách, các anh chị không phải lo. Có nhiều người cứ lo là bị lừa chẳng hạn đó, thì các anh chị không có lo là công ty này sẽ lừa mình, đúng không? Tại vì công ty có mặt trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ. Và cái điều kế tiếp anh chia sẻ với các anh chị nó khá quan trọng này, tại vì nhiều khi chúng ta có những cái sự hiểu lầm rất là tai hại về cái mô hình kinh doanh này, đặc biệt là về sản phẩm và về giá cả. Có nhiều người đó họ nói rằng là những cái công ty như công ty New Skin thì họ thổi phồng giá cả để mà trả tiền, nhưng mà thực sự không phải các anh chị. Đây là một cái ví dụ của Coca-Cola, phải không? Thì trong này á, bản thống kê cho thấy rằng là một cái lon Coca-Cola đó các anh chị, thì cái chi phí sản xuất là 4.3%, tức là cái nguyên liệu và chi phí và nguyên liệu để sản xuất ra cái lon Coca-Cola là 4.3%. Tức là nếu mà các anh chị mua một cái lon Coke 1 đồng đó, 1 đô đó, thì cái chi phí sản xuất của nó chỉ có 4.3 xu thôi. Và những cái phần còn lại này trong này đó thì 59.8% là những cái chi phí quảng cáo và tiền lời, 15% là chi phí phân phối và trưng bày, 10% là chi phí chí vận chuyển và thu hồi, và 10.4% là chi phí quản lý và nhân sự. Thành ra là các anh chị thấy đó là 90 mấy phần trăm, 95, hơn 95% là những cái chi phí nảy sinh về vận chuyển, quảng cáo rồi là tiền lời vân vân, đó là Coca-Cola. Hoặc là một số anh chị em nam, một số anh đặc biệt là các anh nam giới chúng ta, nam nam vô tửu như kỳ vô phong, đúng không? Thành ra là mấy anh chúng ta hay cuối tuần thì hay gặp bạn bè và live vai đó, thì chúng ta uống vài chai bia, bia Heineken người Việt chúng ta, đúng không? Thì trong này đó thì cái anh thấy rằng là cái thống kê cho thấy là 10% đó, 10% đó của chai bia đó, cái chi phí chai bia thì đó nó tới từ nguyên liệu 10%. Đó là nếu mà các chị mua cái chai bia khoảng 1 đồng, 2 đồng nha. Các chị vào những cái quán bar các chị mua chai bia 5, 10 đồng thì nó khác nữa, đúng không? Nhưng mà cái chi phí của cái chai bia khoảng 10% và tất cả những cái phần còn lại thì nhiều chi phí khác. Trong đó 52% là tiền huê hồng và tiền lời trả cho những cái nơi phân phối và những cái cửa hàng bán lẻ là 52% các chị ha. Công ty Coca-Cola là 59.8%, còn bia trung bình là khoảng 52% tiền lời. Kế tiếp là chúng ta có giày của Nike nha, giày của Nike thì nếu một đôi giày của Nike bán ra là 100 đô thì trong đó 22 đô là tiền sản xuất vật liệu và 50 đô là tiền lời các chị, 50 đô là tiền lời. Thành ra là các anh chị chú ý ấy, là những cái sản phẩm như là đồ ăn, đồ uống đó thì cái tiền lời nó nhiều hơn, nó nhiều hơn và cái tiền vật liệu nó ít hơn. Còn mà những cái sản phẩm như là ăn mặc về là gọi là công cụ này đó, thì thường thường cái tiền vật liệu nó cao hơn một chút, nhưng mà cái tiền lời nó cũng là 50%. Còn mà khi chúng ta tới với New Skin đó, thì anh cũng muốn giải thích và một lần ngày hôm nay giải thích cái sự khác biệt để chúng ta hiểu rõ. Đối với New Skin đó thì đối với New Skin đó thì 10 nếu mà có 100 đồng công ty New Skin thâu vào thì 14 đồng, tức là 14% đó là tiền chi phí về hoạt động. 19% là tiền mặt bằng và điện đó, utility tức là điện, ga vân vân. 15% là chi phí vật liệu và sản xuất. 6% là tiền lương của nhân viên New Skin và 46% là tiền huê hồng. Thành ra là cái sự khác biệt là cái gì các anh chị? Thường thường là chúng ta những công ty như là Nike hay là bia vân vân đó, hoặc là Coca-Cola đó, chúng ta không có tới thẳng công ty chúng ta mua được, thường thường chúng ta mua qua những cái cửa hàng.
Nghĩa là người ta phải mướn mặt bằng này, đúng không? Người ta phải mướn nhân viên này, người ta phải quảng cáo này, người ta phải vận chuyển này. Thì cái tiền nó đi vào đó. Nhưng mà công ty New Sin thì chọn một cái phương pháp phân phối nước khác. Và công ty New Sin không có những cái cửa hàng, không có quảng cáo ở bất cứ nơi nào, không có nhân viên để bán hàng. Thành ra là thay vì người ta trả những cái chi phí đó, thì người ta lấy 45, 46% đó, người ta trả cho những người gọi là những nhà phân phối, tức là những người đi giới thiệu sản phẩm của Nu Skin là 46%. Thì khi các anh chị nhìn vào đây để các anh chị có thể nhận xét thì thấy rằng là sản phẩm Nu Skin thực sự đâu bị thổi phồng, đúng không? Tại vì công ty Nu Skin trả đã 46% tiền hoa hồng, chứ công ty đâu có phải, và trong này tiền công ty đâu phải lời nhiều 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 đâu, đúng không ạ? Chúng ta hiểu rất là rõ như vậy. Thành ra là có những công ty có thể tiền lời, tiền hoa hồng của họ lên cả mấy ngàn phần trăm lận các anh chị. Nhưng mà công ty Nu Skin thì rõ ràng là tiền hoa hồng là 46%, công ty Nike là 50%, công ty bia là 52% và công ty Coca-Cola là 59.8% lận. Không? Thì mong rằng là giải quyết được cái vấn đề được của các anh chị không có hiểu lầm rằng là công ty Nu Skin thổi phồng giá cả nhé. Nhưng mà cái mà công ty Nu Skin rất là thông minh, tức là đặc biệt là trong cái thời điểm này á, thì công ty Nu Skin dùng một cái mô hình kinh doanh gọi là social marketing. Social marketing. Các anh chị đang xem qua Facebook. Facebook là một công ty mà sử dụng cái hình thức social marketing rất là tuyệt vời các anh chị. Khi mà các anh chị vào Facebook thì người ta, khi mà các anh chị lần đầu tiên có cái tài khoản với Facebook đó, thì nó nói chứ là bạn có biết người này không, có biết người này không, có biết người này không, dựa trên những cái thông tin của mình đó, bắt đầu người ta Facebook nó có một cái phần mềm của nó giới thiệu những người mà nó đoán là mình quen biết, rồi mình kết nối, mình kết nối. Đó là cái mô hình kinh doanh gọi là social marketing, tức là kết nối người này với người kia. Thì hình thức kinh doanh của NuSin cũng vậy thôi, tức là công ty NuSin sản xuất gần 300 sản phẩm và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Thì khi các anh chị đầu tiên các anh chị sử dụng sản phẩm rồi, mình có thể kết nối và chia sẻ với người này, rồi người này chia sẻ với người kia, tức là một cái hình thức gọi là kinh doanh truyền miệng đó, kinh doanh truyền miệng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta không nhất thiết là truyền miệng, đúng không? Hồi xưa truyền miệng trong làng trong xóm thì truyền miệng thôi, còn bây giờ thì chúng ta không có truyền miệng mà chúng ta truyền qua thông tin, chúng ta tìm qua tin nhắn, tìm qua truyền qua Facebook, qua LinkedIn, rồi qua Instagram, và có rất là nhiều phương tiện để chúng ta có thể truyền. Và chúng ta không nhất thiết là phải truyền với những người bên cạnh. Cái rất là quan trọng và đặc biệt đó là hiện tại bây giờ với cái công nghệ hiện đại đó, thì các anh chị có thể sở hữu một cái phương tiện trong tay, đó là cái phone các anh chị đang dùng để coi bây giờ đó, và các anh chị có thể truyền đi khắp nơi trên thế giới những cái sản phẩm của Nu Skin, và qua cách làm đó thì chúng ta có thể kiếm tiền. Và đây là cái thu nhập trung bình của những nhà phân phối và leader của Nu Skin trong năm 2015. Dĩ nhiên là anh muốn các anh chị cũng hiểu rõ đó là không phải người nào tham gia Nu Skin họ cũng là kinh doanh các chị nhé. 70 cho tới 75% những người tham gia Nu Skin chỉ là những người khách hàng, tức là họ chỉ có xài sản phẩm thôi. Và trong đó 25% những người còn lại thì họ kinh doanh với Nu Skin. Và 25% đó thì chỉ có khoảng 3 tới 4% là những người nghiêm túc kinh doanh thôi. Thành ra là những người đó là những người làm được khá nhiều tiền. Nhưng mà anh cũng muốn đi qua cái số thu nhập trung bình của Nu Skin trong năm 2015 để các anh chị được nắm bắt. Khi mà các anh chị bắt đầu, công ty không có đòi hỏi các anh chị phải đóng bất cứ một cái lệ phí nào để tham gia, tức là các anh chị lên online, lên mạng, các anh chị mở ra một cái tài khoản do cái người nào giới thiệu cho mình. Và khi có cái tài khoản thì các anh chị có thể mua sản phẩm với giá wholesale. Và khi các anh chị muốn kinh doanh thì có những cái kế hoạch và bước đi cụ thể. Đây thì anh chỉ nói về cái mức thu nhập trung bình đấy. Tức là có những người tham gia New Skin thì họ có thể kiếm vài ba chục đồng một tháng, có những người có thể kiếm vài ba trăm đồng một tháng, có những người kiếm vài ba ngàn đồng, và chúng ta có thể thấy là có những người có thể kiếm 42 ngàn trung bình một tháng, thậm chí hơn. Tức là em biết một số người có thể kiếm được mấy trăm ngàn đô một tháng lận. Dĩ nhiên là khi chúng ta nhìn vào cái này thì có nhiều người cứ đặt câu hỏi là tôi có làm được hay không. Làm được hay không thì mình phải thử mới biết, đúng không? Không có thử lửa thì làm biết vàng thiệt hay vàng giả. Nhưng mà ngay cả trên những con số này là có những người thì họ chỉ có hài lòng, họ chỉ cần làm 2-3 ngàn đồng tháng thôi anh chị, chứ không phải là cứ kinh doanh. Trong kinh doanh này là chúng ta phải kiếm bạc triệu. Dĩ nhiên là bản thân anh đã kiếm được tiền triệu, và anh biết có nhiều người trong đội nhóm cũng kiếm được tiền triệu. Nhưng mà vì tụi anh làm việc khá nhiều và tụi anh có rất là nhiều nỗ lực, nhưng mà có nhiều người thì họ chỉ có làm vài ba ngàn thì họ ok rồi. Nhưng mà ít ra trong này cho phép các anh chị có sự chọn lựa, tức là không ai bắt các anh chị chỉ có làm được đây, hay là không ai bắt các anh chị làm cái nào cả. Chúng ta có quyền chọn lựa mình muốn làm bao nhiêu tiền và mình sẽ cố gắng để mình làm điều đó trong thời gian bao lâu. New Skin sẽ không đặt câu hỏi là các anh chị có bằng gì, đúng không? Tại vì có nhiều công ty đó, nếu các anh chị muốn làm 200-300 ngàn một năm đi ha, đơn giản đấy, các anh chị chỉ cần bước vào một công ty nào đó là các anh chị nói chứ bây giờ tôi xin chào ban giám đốc, bây giờ tôi muốn làm 200 ngàn một năm, thì cái câu đầu tiên là giám đốc nó sẽ hỏi chứ là anh có bằng cấp gì, anh có kinh nghiệm gì, đúng không? Người ta bắt buộc người ta sẽ hỏi câu hỏi đó. Nhưng mà các anh chị tới với New Skin đó, các anh chị đã nói là tôi muốn làm 200 ngàn đồng một năm đó, thì chẳng có ai đặt câu hỏi là các anh chị bao nhiêu tuổi rồi,
có bao nhiêu kinh nghiệm, có bao nhiêu bằng cấp, hoàn toàn không có cái gì. Nghĩa là đó là một cái điều rất là tuyệt vời đúng không? Cho tất cả mọi người có quyền tham dự và tìm hiểu. Nếu các anh chị cảm thấy mà hồi nãy 7 điều anh với các anh chị và những cái điều anh vừa chia sẻ với các anh chị, nếu mà có một cái điều gì đó mà các anh chị cảm thấy là nó thú vị đó, thì có thể các anh chị có thể quyết định này. Tụi anh có một cái roadmap to success, tức là có một cái họa đồ, bản đồ thành công cho những người tham gia, và nó có 4 bước thôi. Ngày hôm nay, nếu các anh chị nghe cái video này và các anh chị cảm thấy hứng thú, thì thứ nhất, các anh chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu để chúng ta làm một việc. Ít nhất đó là mình cho mình một cơ hội. Ví dụ các anh chị đang ở Mỹ đi, 149 đô thì các anh chị làm được những cái gì? Các anh chị có thể mở kinh doanh với 149 đô không? Không? Hoặc là ngay cả 1.490 đồng các anh chị cũng chẳng mở kinh doanh được đúng không? Đối với New Skin, ít nhất là cái điều ít nhất mà chúng ta có thể làm được là cho mình một cái cơ hội để trải nghiệm sản phẩm New Skin. Tại vì hồi nãy em nói với các anh chị rồi đúng không? Nếu mà chúng ta trải nghiệm sản phẩm New Skin tốt thì chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện hiện tại bây giờ để chúng ta kết nối và chia sẻ ra ngoài đúng không? Thành ra là tụi anh có 4 bước. Thì bước thứ nhất á, là chúng ta trải nghiệm sản phẩm New Skin. Thì hiện tại bây giờ tụi anh có một cái bộ sản phẩm gọi là Daily Essential Package, tức là những cái sản phẩm thông dụng, những cái sản phẩm thông dụng trong gia đình của mình, như là kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, vân 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 vân. Có nhiều người nói chứ, ủa tại sao tôi phải mua sản phẩm của anh, hình như giá nó hơi cao hơn ở ngoài. Đúng, giá nó cao hơn ở ngoài, nhưng mà có lý do cái gì? Không phải là sản phẩm này giá mắc, nhưng mà là vì sản phẩm có chất lượng. Các anh chị tiền nào của đó, ở Mỹ mà, các anh chị biết là tiền nào của đó. Hồi nãy anh có giới thiệu cho các anh chị và cho các anh chị thấy là cái tiền lời công ty nó trả bao nhiêu rồi. Nó không phải nó thổi phồng các anh chị. Cái kem đánh răng các anh chị mua 3 đồng thì sẽ khác với kem đánh răng 7 đồng. Cái quần đùi các anh chị mua 5 đồng thì sẽ khác với quần đùi 40 đồng các anh chị. Và cái bóp các anh chị mua hàng 19 đồng 99 cent thì sẽ khác với cái bóp 2.000 đồng các anh chị. Thì trong này nó cũng vậy, tiền nào nó của đó. Thành ra là các anh chị hãy cho mình một cái cơ hội ít nhất đó là trải nghiệm cái bộ sản phẩm. Và đồng thời ở cái điểm này thì anh cũng muốn méo mó để nói thêm đây. Khi mà anh nghe một người bạn mở nhà hàng á, thì lập tức hai vợ chồng tới nhà hàng đó để mà ăn thử và gọi là hỗ trợ tinh thần cho người bạn của mình. Khi anh nghe người bạn của mình mở một cái công ty bán đồ áo thì anh là người đầu tiên anh mua cái áo đó. Khi mà anh nghe người bạn mình mở một cái gì đó thì mình là người đầu tiên mình ủng hộ. Ít ra đó, có thể mình thích, có thể mình không thích, nhưng mà ít ra là mình cũng nên thử một lần để ủng hộ người bạn. Thì trong cái kinh doanh này cũng vậy các anh chị. Có thể là tụi anh không có đòi hỏi các anh chị phải kinh doanh đâu. Nhưng mà ít ra để hỗ trợ cái tinh thần của người bạn của mình, các anh chị có thể giúp để mà giúp người bạn của mình để trải nghiệm một cái bộ sản phẩm. Nếu các anh chị không thích thì chẳng ai bắt các anh chị làm gì cả đúng không? Không ai bắt các anh chị mua nữa và cũng chẳng ai bắt các anh chị kinh doanh. Nhưng mà biết đâu, các anh chị thích thì sao đúng không ạ? Thì đối với những người nào muốn thử qua cho biết. Còn đối với những người nào nghiêm túc thì tụi anh có một cái kế hoạch riêng cho các anh chị. Cái kế hoạch này là đi vào bước thứ hai trong 4 bước, thì nếu mà anh chị nào nghiêm túc, các anh chị bỏ bước thứ nhất nhảy qua bước thứ hai. Cái bước này dành cho những người nào doanh nhân, tức là các anh chị cảm thấy rằng là mình muốn cho mình một cơ hội và gọi là thử sức mình và làm nghiêm túc, thì các anh chị mua vào cái bộ sản phẩm nó gọi là Business Builder Package, tức là một cái gói doanh nhân. Cái gói doanh nhân thì có 3 bộ, 4 bộ sản phẩm khác nhau. Mỗi bộ sản phẩm như vậy là trị giá 385 đô ở Mỹ. Nhưng mà nếu chúng ta mua mua một gói lớn, tức là 4 gói nó cộng lại với nhau thì là 1.155 đô, tức là mua 3 tặng 1 đó các anh chị. Thì các anh chị hãy giới thiệu với người nào, anh chị hãy liên lạc với người nào đã giới thiệu đó, thì họ có thể giới thiệu cho các anh chị cái gói sản phẩm nào là gói sản phẩm phù hợp nhất. Nhưng mà ngày hôm nay em muốn cho các anh chị chú ý đó là cái thị trường đã có, tức là có một cái xu hướng rất là lớn sẽ có phát triển. Công ty có những cái sản phẩm rất là phù hợp cho cái thị trường, và công ty là một công ty uy tín, ok, đã có mặt trên hơn 30 năm, và cái chính sách trả thưởng rất là tuyệt vời, tức là không có đòi hỏi các anh chị phải đầu tư vốn liếng, không có đòi hỏi các anh chị phải mở cửa hàng, không có đòi hỏi các anh chị phải mướn nhân viên, không có đòi hỏi các anh chị phải chịu cái trách nhiệm về pháp lý. Và nếu cái gì theo hệ thống làm đúng thì chúng ta sẽ có cái thu nhập rất là cao. Và khi cái gì bắt đầu, tức là sau khi cái chị đã đăng ký lấy mã số, ok, và đã mua cái bộ sản phẩm daily để trải nghiệm, hoặc là một cách nghiêm túc hơn nữa, cái chị vào bước thứ hai để cái chị mua cái bộ gói doanh nhân rồi đó, thì cái người giới thiệu sẽ dùng cái tài liệu này để hướng dẫn cho cái chị những cái bước kế tiếp. Tức là đây là My First 48 Hour Training, tức là cái chương trình huấn luyện trong 48 tiếng đồng hồ đầu tiên. Tụi anh có cái hệ thống của GIFT University, là một cái trường đại học gọi là trường đào tạo kinh doanh dành cho những người muốn cống hiến. Và những cái trường và những cái lớp này nó sẽ hướng dẫn cho các anh chị làm sao để mình có thể kinh doanh thành công với New Skin qua những cái sản phẩm, qua những cái hệ thống và qua những cái phương pháp mà hệ thống đã có sẵn, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn một cách rất là cặn kẽ làm sao mình có thể thành công. Đây là một cơ hội kinh doanh thực sự và chỉ áp dụng cho những người nào muốn thay đổi. Và nếu các anh chị là một trong những người muốn thay đổi thì hãy liên lạc với người đã giới thiệu cho mình để được hướng dẫn thêm và được cách bắt đầu.
và hẹn gặp các anh chị ở trong những cái sự kiện của New Skin, và chúc các anh chị thành công. Xin cảm ơn các anh chị.